Một trong những thế mạnh của du học MEP đó chính là các bạn sẽ được chọn trường theo nguyện vọng. Đó là khi các bạn bước chân vào mép các bạn sẽ trải qua quá trình cùng mép tư vấn, so sánh để chọn được trường. Thậm chí những nguyện vọng 1, 2, 3 phù hợp nhất đối với sở thích của các bạn, phù hợp với tài chính của các bạn, phù hợp với điểm mạnh của các bạn. Cũng như sau này các bạn muốn trở thành ai, các bạn muốn học ngành gì. Đó là tất cả những câu hỏi chúng ta cần phải trao đổi cùng nhau để tìm ra cho các bạn những lựa chọn trường phù hợp nhất. Các bạn nhớ nhé, một trong những nguyên tắc khi đi du học Hàn Quốc đó là phải chọn đúng trường và phải chọn công ty có đủ trường để cho các bạn chọn. Vậy chúng ta có thể chọn những trường nào nào cùng nét Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua nhé. Điểm đầu tiên với những trường top đầu của Hàn Quốc là niềm khao khát của chính sinh viên Hàn Quốc cũng như sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có sung cung quan, trường số 1 về quản trị kinh doanh tại Hàn Quốc, đồng thời là biểu tượng của giáo dục Hàn Quốc. Chúng ta cũng có những trường top sky huyền thoại như là SNU, như là Yonsei, như là Korea tất cả những trường này mép không chỉ có sinh viên học hệ tiếng mà các bạn cũng đã đều được hỗ trợ để làm hồ sơ lên chuyên ngành đầy đủ những tên tuổi kỳ cựu như là y hoa hiện nay không nhận hệ tiếng nhưng mép cũng có sinh viên học chuyên ngành và có học bổng cao nếu các bạn yêu những trường top 10, chúng ta không thể bỏ qua những cái tên tuổi như trường đại học Trung Nga, như trường đại học Son Serif. Chúng ta cũng có Sejong chúng ta có một loạt các trường khác, ví dụ như Cúc cũng được rất nhiều sinh viên Hàn Quốc khao khát. Mép đều là đối tác tuyển sinh trực tiếp lâu năm của các trường đại học này. Kỳ mùa xuân này, khi Mép sang Trung Ngang, Mép cũng được vinh dự nhận xác nhận là một trong những agent xuất sắc và uy tín nhất của Trung Ngang tại Việt Nam. Nếu các bạn yêu những ngành làn đẹp hoặc những trường top 1 mã cốt visa thẳng, chúng ta không thể bỏ qua các tên tuổi như Sakyong, như là Hong -X, như là Han Nhang, như là nữ sung sinh đó đều là các trường đối tác thân thiết của dược mép nếu các bạn yêu những trường học phí rẻ trung tâm son tại sao chúng ta không cùng mép đến những trường như son tech như là miêng hoặc là han song bạn đều có thể chọn nếu bạn không thích những trường trong khu vực son mép sẵn sàng cùng bạn chọn rất nhiều các trường đại học ở gần khu vực son như chúng ta có achu chúng ta có ga gachon chúng ta có kyungki chúng ta có sun moon chúng ta có nazareth chúng ta có catholic korea những trường đặc biệt cho học bổng sinh viên từ hệ tiếng ngay cả ở những khu vực như là Pyeongchon, như là Daegu, như là Busan, chúng ta cũng có những tên tuổi rất sáng. Hiện nay đã chỉ định mép là đại diện tuyển sinh chính thức và xuất sắc nhất tại Việt Nam, đó là đại quốc gia Trung Nam. Chúng ta có trường Đại học Mộng chúng ta có trường Paichai, chúng ta có trường Han Nam, Đọc Kim Dương, Đại học Daegu. Đại học Daegu Đại học Daegu Catholic Chúng ta đều có rất nhiều sinh viên học ở đó Nếu bạn yêu khu vực miền Nam nắng ấm Mẹ khuyên bạn không nên bỏ qua những tên tuổi lớn Chẳng hạn như Đại học Quốc gia Phúc Trường được mệnh danh là trường đại học của những trường đại học quốc gia Tại Busan Chúng ta cũng có trường Tông Nga, trường tư dục lớn nhất và nhiều năm kinh nghiệm lịch sử nhất tại khu vực miền Nam Nếu các bạn yêu những trường liên quan đến ngành dược Hoặc là những trường có thể cân đối giữa việc học và là thêm từ hệ tiếng Chúng ta đừng bỏ qua trường Inche Một loạt các trường đại học công lập khác ví dụ như trường đại học quốc gia trung búc ví dụ như trường đại học quốc gia cho nam cũng đều là những tên tuổi lớn làm việc với mép nhiều năm tại mép các bạn nhớ nhá chúng ta sẽ được chọn trường theo nguyện vọng và chúng ta không phải đóng bất kỳ đồng nào cho đến khi các bạn đỗ vào trường các bạn muốn đó cũng chính là lý do mép lọc và tư vấn các bạn rất kỹ ngay từ vòng online hay offline nghĩa là khi các bạn trao đổi cùng với mép bạn nói rằng là hồ sơ của em như sau em chỉ muốn vào xuống công quan thôi MEP sẽ hỏi các bạn kỹ và check hồ sơ để xem nếu MEP nhìn thấy tỷ lệ các bạn vào được trường các bạn muốn là 100%, các bạn sẽ được mời đến MEP học ở làm hồ sơ miễn phí và các bạn chỉ cần đóng tiền khi đỗ trường thôi. Đồng thời, chỉ phải đóng tiền cho MEP khi đỗ visa. Bạn đã sẵn sàng chọn trường cùng MEP chưa?